cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái trang trí cây thọ như thế này. Cái này các bạn làm dây xoắn như thế này, có thể định hình lại và treo lên cây thông để làm thành một cái gậy, hoặc là chúng ta có thể vòng lại làm một cái vòng nguyệt quế cũng rất là xinh. Ở đây mình sẽ móc hai màu len, một màu len màu đỏ và một màu len trắng tùy theo các bạn. Dây màu đỏ mình đã móc, và mình móc thêm một cái dây màu trắng và mình quấn lại là chúng ta sẽ thành được cái trang trí như thế này. Mình dùng kim móc 3mm để hoàn thành cái phần này. Đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình một đoạn móc xích gồm 40 mũi bính. Đây mũi khởi tạo đầu tiên, sau đó các bạn móc tiếp giúp mình 40 mũi bính. Mũi bính thì các bạn chỉ cần lấy len qua và xỏ len qua lỗ như thế này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Sau khi các bạn móc giúp mình đủ một cái dây móc xích 40 mũi bính như thế này, thì các bạn quay lại cái chân len thứ tư tính từ mũi len trên kim. 1 2 3, ở đây là chân len thứ tư. Các bạn móc vào đây giúp mình hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Tiếp tục ở chân len kế bên này, các bạn móc giúp mình ba mũi kép đơn. 3 mũi kép đơn chung chân, 1 cùng chân len, mũi kép đơn thứ 2. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 3. Chân len kế bên các bạn cũng móc tương tự như vậy. Là cứ mỗi chân len kế bên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi kép đơn cho đến hết cái hàng này. 1 2 3. Tiếp tục chân len kế bên 3. Một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn chung chân. Ba mũi kép đơn chung chân. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến hết cái sợi dây bánh này giúp mình. Cứ mỗi chân len chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn như thế này. Sau khi các bạn làm xong phần dây trắng và phần dây đỏ thì các bạn quấn hai cái vòng dây này vào với nhau. Như vậy là chúng ta hoàn thành xong một cái phần trang trí Noel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Để định hình cái này thành cây nến, các bạn có thể dùng sợi kẽm luồn qua và chúng ta bẻ lại như thế này để cố định cái phần len như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.